Rồi, hello chào các bạn đã quay lại với kênh Sang Quán Ông của mình nha. Thì hôm nay mình lại được đi, mình sẵn đi công chuyện các bạn. Thì mình có lên thành phố Bảo Lộc. Hiện tại thì mình đang ở đèo Bảo Lộc nha các bạn. Hiện đây ở dưới đây là một cái thung lũng, đây là cái đèo. Đó, thăm thẳm luôn. Xa xa bên kia có một cái thác nước. Lúc bên độ bên kia đó, mình ở đây mình thấy một cái thác nước bên đó. Cái đèo này rất nguy hiểm nha các bạn. Đèo này là để bản là đường chú ý sạt lở nhiều lắm, nói chung là đường nó hơi xấu, xe thì cứ chạy chậm thôi. Mình thì hiện tại mình lên được tới đây rồi, mình cách thành phố Bảo Lộc 17 km. Mình có hẹn với chú Minh, mình có hẹn với chú Minh là chạy ông của chú Minh ở nằm trên thành phố Bảo Lộc đó các bạn, để mình lên mình giao lưu và mình học hỏi. Thì mình từ Trà Vinh chạy lên đây nó tầm khoảng không hết nhớ, khoảng 400-500 cây gì đó, 400-500 cây số. Thì để mình còn 17 cây nữa thì chú Minh có gửi vị trí cho mình, thì để mình lên tới chảnh thì mình sẽ quay cho các bạn xem tham quan cái mô hình nuôi ong vú của chú Minh. Thì chú Minh nuôi rất là đa dạng. Rồi các bạn đi cùng mình nha. Mình sẽ qua cái đèo này 10 cây số, một cái đèo không là 10 cây số nha anh em. Rồi bây giờ mình let's go thôi. Đến nhà của chú Minh rồi nha, nhưng mà sớm giờ hơi bị mắc mưa thì mình có lên tới nhà của chú Minh rồi. Vậy bây giờ mình sẽ xuống sau, mình sẽ tham quan cái mô hình nuôi của chú Minh nha anh em, coi cái mô hình của chú Minh nuôi như thế nào. Ở miền Tây mình nuôi khác, ở Sài Gòn nuôi khác, còn để coi trên miền Đông này nuôi nó sẽ như thế nào nha. Rồi mình sẽ đi ra đằng sau, chú Minh nó là cái ông của chú Minh nuôi ở đằng sau này nè, đi xem thử cho anh em tham khảo cái mô hình đây. Nó là nhiều nhiều mô hình. Dạ. Mưa trên này nè, đấy còn mưa âm găm đó, đó là những tổ bánh tầm như thế này, bánh tầm. Mình thì thích con này là cái thích cái dòi, khoác cái dòi, cái vú là có cái dòi. Chúng mình này nè, nhà yến chúng mình nha các bạn, chỗ này trơn nha. Dạ. Dạ. Ồ, còn dân miền Tây mà đi bùng đi sình. Bùng với sình á. Ghiêu này, này nhầm gì. Ở dưới đó là cái thung lũng nha các bạn. Ở trên này là lúc lên lộ trên đó là, nhưng mà ở dưới này là cái thung lũng. Ở đây xây nhà là phải nằm ở trên vậy nè, dách vậy nè. Nó không phải dưới miền Tây mình. Ồ, kế bên chú Minh nuôi ông có cái vườn cà phê đã quá trời luôn. Chú Minh nuôi ông ở dưới đó đó các bạn. Bây giờ mình với chú Minh sẽ đi thang máy xuống dưới. Từ dưới lên trên tới mặt bằng này là 12 mét. 12 mét. Cái này là chú Minh thiết kế cái nhà yến, cái thang máy này luôn. Mình chuyên môn thiết kế luôn mà. Xây dựng thiết kế từng vùng. Rồi tối thu lùi cả nhà để tới dưới mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp. Tới dưới đất này các bạn thì thấy gì, nó ong nè, ong của chú nè, quá trời luôn các bạn. Mình thấy mê không, bông thì quá tài. Mùa này nó tàn rồi. Trước nó dài thằng này đẹp. Trước nó dài thằng chúng ta cắt bớt đi, không sợ nó vướng ông. Đây, quá trời ông các bạn. Này giống bùa hoa nhưng mà cái này loại con lớn nè. Cái này chú có con lớn con nhỏ luôn hả chú Minh? Con nhỏ ở trên kia. Con nhỏ. Cái này là toàn lớn không ạ? Trứng trùng con lớn. Chứ còn con nhỏ là trên kia hết. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ ok chú.
Nhà chú Đình Đông nhưng mà xây cái view kiểu miền Tây nha các bạn. Mưa gió nè, nói chung là đam mê này là không có ngại gì hết, cỡ nào cũng chơi hết trơn á. Mình cũng dám từ Trà Vinh mà mình chạy mấy trăm cây số đây mà. Ở đây những cái này là chú nhập, chú mua ở trong trong rừng á, thợ rừng đem về rồi chú tách vô trong thùng đó các bạn. Đó bên đó nữa kìa. Tại thì mưa à? Ô đi luôn. Nhậm gì? Mưa này nhậm gì? Con mà trời mưa con không có ngại đâu. Cái view của cô của chúng mình quá đẹp không cả nhà. Có hồ cá này nghe. Đủ thứ luôn. Này. Thì đây là thùng mình, chúng mình cũng có xài thùng mình nữa nha. Này con này con lớn nè. Cái này chú tách lâu chưa? Lâu rồi. À mới. Cái này mới. Cái hàng này mới không ạ? À, hàng này mới không ạ? Ừ. Cái lô sau đem lên. Cái này bánh tần. Bánh tần để cho anh em xem cái bánh tần đi. Có nhiều anh em chưa biết con bánh tần nó như thế nào. Cái nào dễ xem. Mở đó phải hả? Dạ. Đây. Cho anh em xem tham quan luôn. Đây. Thùng này bỏ lâu nó hơi bị móc. Thì đúng đó, thằng này nó dở. Cho nên mình chơi cái thùng nhựa là đúng bài luôn. Này bánh tần nha các bạn. Bây giờ nó làm cái kén thành ra là cũng không thấy cái gì. Đúng rồi. Thấy được có những cái vỏ mật nhẹ nhẹ ở ngoài nè. Thì mình đang đam mê cái dòng này nè. Mà cái dòng này không thấy nhộng không tí gì hết trơn luôn. Cái này con nhỏ. Cái này lỗ nhỏ. Thấy nhộng nè. Nè. Thì mình sẽ quay lại các bạn xem nó nằm tuốt trong này. Mình cái này con nhỏ nó bao kín hết, còn con lớn rồi nó chỉ có sợi liên kết thôi. Vậy hả? Ừ. Nó có tổ nào lớn không? Không. Đây mình con nhỏ không à, chưa kiếm được sổ lớn. Chưa kiếm được hả? Thì bữa nào qua bên anh Trương mới được. Đúng rồi. Ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu là có cái thằng nghĩa không. Nó có chùm mật nữa các bạn. Nên là qua bên Trương tham quan của ảnh bệnh có con lớn. Rồi được rồi chút. Biết rồi. Nó cũng giống như ông vú của mình nè. Ừ, bằng cái con mình đó. Bằng cái con vú lớn mình chứ đâu có gì đâu. Còn con nó, ủa nó cũng y chang, nó có đâu có gì đâu khác. Ừ. Nhưng mà cái kiểu làm tổ khác thôi. Với cái dồi thôi. Thôi. Mình thì mình thằng thằng bánh tần con lớn đó thì nó ổ này nó tự bích lại rồi chứ. Ờ mấy bữa có ông Đực đó, nó quay á. À. Ông Đực anh quay dữ quá rồi. Tự bích lại rồi các bạn. Quanh đây có một thằng này một hay là thằng kia có trứng. Thằng này thì chú cũng mới tách nè. Ừ, này mới tách. Ổn nữa các bạn. Bắt đầu làm mật rồi kìa. Làm mật cái sao rồi. Thằng này nói chung này sạch. Bao sạch. Ừ. Ông là nó ổn là bao sạch sẽ luôn. Đúng rồi. Thằng nhựa này nó lợi thế ở cái vùng mưa trên này. Nó ẩm, không ẩm. Không ẩm. Móc cũng không móc. Ví dụ mà lâu ngày á, nó có dơ cái đống bụi. Mình lấy cái khăn lao một cái sạch. Sạch sẽ đẹp. Dạ. Dạ. Nhiều người khoái mấy cái này. Dạ. Có người thì thích thùng gỗ. Nói chung là dưới những cây kiểng ngoài trời mưa thì biết cũng không ổn. Dạ. Màu mè chứ. Thì chú này nè cũng có này là khách đặt hả chú? Ừ. Này của Lê Như. Ừ. Nằm làm cửa tổ tột nút trong luôn rồi. Ừ. Cái này á chú cũng chú mốt chú chắc ít thôi. Ừ. Cái xong cái mình về là mình gỡ bỏ. Đúng rồi. Là nó sạch, cái nhìn thùng nó đẹp lắm. Đúng rồi, chưa dọn nó đi. À. Mấy bữa trời mưa quá. Con nói vậy chứ con dưới cũng chưa dọn nữa kìa. Ồ mà lau nó đi nó sạch đẽ đẹp. Dạ. Bụi bặm rồi làm xong chân tay mình chưa kịp lau rồi mình thả. Thì nó thùng bên mình cũng có nhiều màu sắc nha các bạn. À, màu giả gỗ có, màu này nó cũng đẹp nữa nè. Ừ. Nó cũng là giả gỗ nhưng mà nó nhiều màu sắc để cho nói chung là nuôi tiểu cảnh thì đẹp hơn. Màu trơn cũng có nữa. Đi còn ngoài này nữa, còn nhiều lắm, chúng mình còn nhiều lắm. Chúng mình còn để bên nhà bên kia còn chạy nhiều chạy lắm. Ở đây là chỗ gần đây là chúng mình tiêu khiển. Đây là mấy thằng chưa ổn định. À. Khi ổn định rồi là mình đem lên gửi cho mấy đứa nhỏ trên nhà. À, vậy là ổn định mới đem đi. Ừ. Là ok mạnh rồi đó là mình mới đem đi. Ừ. Chứ còn mấy thằng này là mình phải thường xuyên theo dõi nó thì để đây cho nó tiện. Ừ. Đây là chú cũng tách rất là nhiều bầy nè. Hôm mình gửi cho chú mấy chục thùng mà chú tách cũng nhiều lắm nè. Ra dọn tổ. Ừ. Đây quá. Ở chứ, nhưng mà mùa mưa thì nó bỏ đi. Đây giờ là về nó bỏ đi rồi nè. Tắt quá trời luôn nè. Cứt mà nó có mật nó bỏ đi đúng không? Con mật thì nó phản.
con vú này thì nó không phải bò phân hả? Kế bên vườn cà phê cháy quá trời luôn cả nhà. Hả? Ôi trời ơi, mưa quá mà lạch cái gì, nắng nắng là lạch chứ. Này nè, những thùng con mực của chú mà không thấy. Hả? À, có, nhưng mà nó mưa đấy, nó trốn hết rồi. Nó là kìa, rút hết rồi. Nó đi về tàu kia, cái mấy thằng này nó bỏ đi rồi. À. Mấy ông này cũng bị bệnh mùa nắng là. Ủa, cái thùng này bằng chất liệu gì chú? Nhựa. Nhựa luôn hả? Ừ. Thùng đó là thùng của ông Ý á. Mình mua à. Người ta về mình chơi. Dạ. Về mình chơi thằng nội địa phố. Oh. Nhưng mà trên này cái mùa mưa là nó thiếu thức ăn, mình không có cho ăn, tại vì ông mà mình có cho ăn đâu. Dạ. Yeah. Nếu mà cho ăn thì thành ra mực nó đâu có chất lượng. Thế đó mình không có cho ăn bao giờ hết. Như mấy cái thùng này gỗ thì nó hở quá, nó sẽ làm keo. Ôi, một cái thằng quỷ đó, thầy thằng đó hồi xưa làm cái cửa đó đó. Đó là nó làm keo dữ lắm. Thế đó. À, keo ra tới ngoài miếng ngoài này luôn. Đâu mà bỏ biết sao vừa rồi là mình chơi bóng kiếm rồi. Trước trước là nó để nguyên như vậy đó. Là không có quá trời keo luôn. Ở trong rừng á là không đâu có bóng kiếm đâu. Dạ. Chơi luôn như vậy, thế là cuối cùng mẹ ông bệnh. Ông chết coi như là đậu vào cái ổ, thấy mệt luôn. Chết nội là những kẻ dán là chết hết. Còn cái thùng nhựa là không có chết. Ừ. Rất là, nói chung là ít ra nó chỉ làm keo tự tổ thôi. Này chôm chôm. Dạ. Cây nhà lá vườn rồi cả nhà. Lên miền Đông chứ mà cũng có là măng cục nghe. Mà miền Tây là măng cục, miền Đông là măng cục trái bành không cả nhà. Wow. Nó cột bảo lộc là miền Đông mới ăn cái trái chôm chôm này nó ngọt ngay rồi chứ. Giờ ăn cái này vô biết nó ngon, không có thưởng thức được cả vị của nó. Cái này chôm chôm măng cục thì cái này nó đặc lắm. Mời cả nhà ăn măng cục Lâm Đồng nha. Bảo lộc. Nó ngọt hơn ở dưới. Nó còn cái này nó ngon hơn dưới đó. Nó ngon. Nhất nhiều cũng. Ngon ở dưới miền Tây luôn các bạn. Tại sẵn đi công chuyện này ghé chú Minh đặng tham quan mô hình của chú Minh. Đi ra tới đây hơi xa luôn, mấy trăm cây luôn các bạn. Nam ra đây mình phát hiện thêm một cây nữa kìa. Họ sim họ mua mui á. Ở nước miền Tây là kêu cây mui nhưng mà là nó là cây mui Thái. Bông quanh năm luôn, cái này nuôi ong là trồng là cực kỳ luôn. Nó cực kỳ đẹp luôn. Để lát mình về ngang mấy cái chỗ cây giống mình sẽ mua một vài cây về. Hoa nó quá trời đẹp. Hoa nó quá trời đẹp luôn các bạn. Ở đây chú trồng nhiều loại lắm, hoa là nhiều loại. Quá trời luôn. Mấy mô hình này là mình mê lắm. Chiều và xuống đây thư giãn. Làm một cái chòi gì là ra đây ngồi đây gai nữa là hết ý. Quá đã, đẹp, trời ơi, mấy cây luôn. Chắc con về mua phải 3-4 cây quá. Cái họ này hình như họ mua này bầu được nè. Con sẽ mua mấy cây, mua mấy cây về. Về trồng dưới cặp hàng rào cho nó đẹp. Lên ngay chỗ quán cà phê nhìn qua chỗ Ba Thiện đó. Dạ. Cái giống mấy cây anh đó đầy bông ở trên này chỗ nào bông bán bông. Mua cái cây nhỏ nhỏ thôi. Cái nhỏ xíu ở trong bịch nè. Dạ. Gọn thôi. Trời còn dưới còn chở 10 ký măng về nữa. Mấy đứa em dưới đi lên đây nó dặn mua. Nó hỏi có gì đặc sản nữa không? Nó biết cái gì đâu trên này đâu. Ủa đây ở trên này đặc sản là cái gì chú? Trên này hả? Dạ. Cái thằng măng cột này cũng là đặc sản này, của Bảo Lộc này. Bánh chưng của Bảo Lộc. Ừ. À. Nó cái vị của nó khác mà chín muộn hơn dưới miền Tây. À. Sầu riêng chín muộn hơn, măng cột chín muộn hơn, chôm chôm chín muộn hơn. À. Mà cái riêng cái sầu riêng măng cột ở trên này là nó ngon, chứ còn ở dưới đèo là nó thường thường 10 trái là nó hư mất 5 trái, 4 trái rồi. Và trên Bảo Lộc này mùa mưa như vậy nhưng mà 10 trái chưa chắc nó hư một trái. Yeah. Ngon. Nói chung có mấy trái rồi mình ăn hết rồi lấy đâu đem về. Rồi, hết. Nói chung là thôi mình xin kết thúc clip đi. Clip tới đây mình kết thúc. Mình với chúng mình chào mọi người, hẹn mọi người clip sau nha.